Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Nhật đây và rất vui được đồng hành cùng các bạn sinh viên qua Văn Lang Kỳ số 5, chương trình khám phá đời sống sinh viên qua những từ khóa. Vậy thì tại sao ngày hôm nay mình lại dẫn chương trình số này? Khi biết được rằng từ khóa số 5 cũng như là những thử thách trong kịch bản thì cô bạn MC của mình đã cao chạy xa bay. Thử thách của mình đó chính là chạy bộ từ đây lên tới tầng 12 tòa nhà A, và các bạn hãy cùng đón xem mình thực hiện thử thách này như thế nào nhé. Em đến tầng mấy rồi? Thôi, tầng 10 rồi, tiếp tiếp. Xin chào các bạn, lại là mình Yến Nhi đây. Và mình đã hoàn thành thử thách leo bộ 12 tầng lầu với tổng thời gian là 5 phút 52 giây. Buổi tối mình cũng hay luyện tập thể thao thường xuyên cho nên là sức bền của mình mới được gia tăng như thế. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem sinh viên Văn Lang có thực sự khỏe hay không nhé. Mình vẫn chưa phải là sinh viên khỏe. Dạ chưa ạ. Dạ em thì là chắc chắn là chưa luôn rồi. Em thì quá lười luôn. Chưa phải là sinh viên khỏe. Em là một sinh viên khỏe. Thời gian qua thì trường mình là đã có những cái biện pháp như là kiểm soát dịch rất là tốt. Vì vậy em nghĩ đó cũng là một cái biện pháp và cũng là một cái cách để giúp cho đảm bảo sức khỏe của sinh viên. Đó là em nghĩ là em cũng là một sinh viên khỏe. Sinh viên phải năng động, tham gia nhiều các hoạt động thể thao do trường tổ chức hoặc là do khoa tổ chức. Chăm chỉ tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Tập thể dục thật nhiều, rèn luyện sức khỏe cho mình mỗi ngày. Thân hình cân đối, có lối sống lành mạnh. Sức khỏe tốt, có được một cái tinh thần để làm việc và học tập rất là tốt. Chơi bóng rổ ở hồi cấp 3. Bơi lội à? Bơi lội và bóng chuyền. Cầu lông và bơi. Cầu lông, đá cầu. Bóng rổ với lại bóng chuyền. Cầu lông, bóng chuyền. Street quốc cao. Cầu lông, cờ vua. Bóng rổ, bơi lội, đá cầu, đánh cầu. Cầu lông. Cầu lông. Học phần mà khó nhảy nhất đối với mình chính là môn nhảy cao. Huy sợ nhất là môn nhảy qua xà. Đối với môn thể dục của em thì em rất là thích. Môn thể dục đó là không có phải là vấn đề với em. Cuộc đời em sợ nhất là bóng. What? Cứ bóng là em sợ. Em sợ bóng va chạm nhiều với em. Em sợ môn đá cầu. Em sợ nhất là môn đá cầu. Đá cầu. Em đá cầu hai chân được 100 cái. Cái quần thể dục lúc đó rất là giãn. Sau đó thì em phải căng chân ra và nó bị... Rồi sau đó em phải lấy áo khoác quấn lại. Lúc trước là em đã từng là chạy nhì lớp ạ. Thầy kêu chạy thì tụi em không chạy. Tụi em mua bánh tráng ngồi ăn với nhau. Thầy cho nguyên một bầy vô sổ ngồi. Bố mày ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Thời cấp 3, môn thể dục đôi khi là nỗi ám ảnh tuổi thơ của các bạn học sinh. Nhưng khi lên đại học, nỗi sợ đó không còn nhiều nữa đâu nha. Tại trường đại học Văn Lang, từ học kỳ thứ 2, năm thứ nhất trở đi, các bạn sẽ được chọn môn giáo dục thể chất. Mình thì mình sẽ chọn là bóng chuyền và bóng rổ. Còn các bạn sinh viên Văn Lang thì sao ta? Mình sẽ học bóng rổ. Môn khiêu vũ. Bóng chuyền hoặc là bóng rổ. Học bóng rổ à? Bóng rổ. Cầu lông hoặc là yoga. Yoga chắc làm em khỏe hơn, làm em bớt lười hơn. Với lại chắc làm em bớt mặt hơn. Vào ngày 4 tháng 7 thì hội thao sinh viên Văn Lang năm 2020 đã được khai mạc tại cơ sở 3. Hội thao do đoàn thanh niên cũng như là hội sinh viên Văn Lang tổ chức. Và đây là hoạt động phong trào thường niên của các bạn sinh viên. Và năm nay thì hội thao tổ chức tranh tài cho 7 môn và có các nội dung thi đấu bao gồm: ở hạng mục môn thi đấu đồng đội nam nữ sẽ có các môn kéo co, bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ. Ở hạng mục thi đấu cá nhân sẽ có các môn như là cờ vua, bóng bàn và cầu lông. Và chúng ta hãy cùng xem không khí thi đấu của bà con Văn Lang như thế nào nhé. Em nghĩ em sẽ chọn môn cầu lông, bóng đá, kéo co, bóng rổ, bộ môn bóng chuyền, bóng chuyền, bóng rổ, bóng rổ, cờ vua, kéo co. Cho em đi làm nhiều quá tay em lên cơ nên mới đi chơi kéo co cho cân bằng lại cơ thể. Cân bằng lại cơ thể. Văn Lang Kỳ số 5 có một thử thách nho nhỏ dành cho các bạn để so tài về thể lực, đó chính là bộ môn nhảy dây. Các bạn hãy thử xem trong vòng 30 giây mỗi bạn sẽ nhảy được bao nhiêu cái nhé. Thank you.
vậy? Trong tuần thì em dành 1 tiếng một ngày để em dành thời gian để em tập luyện thể dục thể thao ạ. 1 tiếng một ngày. Việc tập luyện thể dục thể thao mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân. Có thể kể đến như là việc tăng cường sức đề kháng nè, tăng cường sức bền nè, tăng hiệu quả công việc cũng như là giảm stress. Và các bạn hãy nhớ, chúng mình hãy thường xuyên luyện tập thể thao để có thể xây dựng một cộng đồng sinh viên Văn Lang vừa khỏe về mặt tinh thần cũng như là khỏe về mặt thể chất nha.